Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Chào các con học sinh thân mến của Biển Rách. Cô Hiền rất vui khi là người đồng hành cùng với các con trong hành trình khám phá và chinh phục môn tiếng Việt lớp 5. Các con thân mến, trong tiết tập làm văn lần trước thì cô trò chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu về cách lập biên bản một cuộc họp. Và ngày hôm nay, trong tiết học này, chúng mình sẽ cùng nhau thực hành lập biên bản một cuộc họp của lớp hay của tổ mình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào bài học ngày hôm nay, luyện tập làm biên bản của họp. Các con mở sách giáo khoa trang 143 để chúng mình cùng cô đi tìm hiểu tiết học ngày hôm nay nhé. Ngày hôm nay thì đề bài yêu cầu chúng mình ghi lại biên bản một cuộc họp của tổ, lớp hoặc là chi đội em. Và ở đây thì người ta gợi ý cho chúng ta, thứ nhất là các con sẽ phải nhớ lại chủ đề, thời gian, địa điểm, thành phần tham dự và nội dung của cuộc họp. Đây chính là những yếu tố quan trọng của một biên bản của họp, đúng không nào? Thứ nhất là cuộc họp thì bàn về việc gì này? Cuộc họp vào lúc nào và ở đâu? Ai điều hành cuộc họp? Cuộc họp có những ai tham dự? Những ai phát biểu trong cuộc họp và họ đã nói điều gì? Và kết luận của cuộc họp thì như thế nào? Thứ hai là sắp xếp các ý theo thứ tự giống như dàn ý của một bài văn. Và cuối cùng chúng mình sẽ cùng nhau viết biên bản, nhớ trình bày biên bản đúng theo quy định. Bây giờ cô và các con chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện yêu cầu của đề bài này. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau rút ra những chú ý. Đầu tiên, trước khi mà các con bắt tay viết được biên bản của cuộc họp này thì các con phải chọn cho cô cuộc họp nào để các con lập biên bản. Ở đây thì chúng mình sẽ chọn một cuộc họp bàn về việc chuẩn bị chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Cô nghĩ rằng việc mà thảo luận chuẩn bị cho ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 thì hầu hết tất cả các con đều, chúng mình đều tổ chức những cuộc họp như vậy. Chính vì vậy cô chọn cuộc họp này để các con quen thuộc hơn và các con dễ viết hơn. Thứ hai là cuộc họp thì sẽ diễn ra vào lúc nào và ở đâu. Ví dụ như là vào lúc 4:30 chiều thứ sáu tại phòng học của lớp 5A. Tiếp theo, cuộc họp này thì có những ai tham dự? Thì trong cuộc họp này, với một cuộc họp lớp thì đương nhiên đầu tiên là sẽ có tất cả các thành viên tham dự, đúng không? Bao gồm cả ban cán sự lớp và giáo viên chủ nhiệm. Đó là những thành phần tham dự của họp này. Tiếp theo, những người điều hành cuộc họp. Điều hành cuộc họp thì chắc chắn chúng ta sẽ có lớp trưởng hoặc là lớp phó học tập hay là lớp phó lao động hoặc các bạn tổ trưởng. Nội dung của cuộc họp này, với cuộc họp để thảo luận về việc chuẩn bị cho ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 thì ở đây các bạn trong lớp sẽ thảo luận về việc chuẩn bị chương trình văn nghệ này và giáo viên chủ nhiệm sẽ phát biểu ý kiến. Và cuối cùng là kết luận thì các thành viên trong lớp sẽ thống nhất các ý kiến đề ra. Vậy thì đây chính là dàn ý sơ lược của biên bản họp lớp chuẩn bị cho ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Chúng mình đã có những dàn ý, những khung sườn lớn này rồi. Vậy bây giờ chúng mình chỉ cần đắp thêm da, thêm thịt vào cho khung sườn này thôi. Da thịt ở đây là gì? Đầu tiên là quốc hiệu, tiêu ngữ, đúng không? Theo những cái đặc điểm, những cái quy trình để chúng mình viết được biên bản. Biên bản có những quy định gì khi viết thì chúng ta sẽ đắp thêm vào. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng cô hoàn thiện biên bản này nhé. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau viết biên bản này nhé. Đầu tiên thì các con phải ghi cho cô về trường tiểu học, ví dụ như trường ở đây là trường tiểu học Kim Đồng này, trường tiểu học Hồ Tùng Mậu hay là trường tiểu học Cầu Giấy, và ghi lớp của chúng ta, ví dụ như lớp 5A, 5B, 5C. Tiếp theo, bên này thì chúng ta sẽ ghi Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Và chúng mình sẽ ghi tên của biên bản là biên bản họp lớp. Và ở đây chúng mình lưu ý rằng chúng mình sẽ không ghi Hà Nội ngày tháng năm hoặc là Nam Định ngày tháng năm hay là Thành phố Hồ Chí Minh ngày tháng năm nữa, bởi vì biên bản của cuộc họp thì không ghi thời gian ở đây, mà nó sẽ có một mục thời gian và địa điểm riêng. Trong tiết lần trước thì chúng mình đã cùng nhau so sánh sự giống và khác nhau của phần mở đầu của biên bản với đơn, đúng không? Tiếp theo này, chúng mình sẽ ghi cho cô về thời gian và địa điểm họp. Thế thì thời gian ở đây thì cô giả định
giả định là 4:30 chiều ngày 15 tháng 11 năm 2021. Đương nhiên là chúng mình họp để chuẩn bị thì chúng mình phải chuẩn bị trước ngày 20 tháng 11 diễn ra một vài ngày đúng không? Chính vì vậy ở đây chúng mình giả định là ngày 15 tháng 11 chứ chúng mình không thể nào mà chuẩn bị vào buổi sáng hôm 20 tháng 11 và buổi chiều đã tổ chức được đúng không? Như thế thì rất là vô lý. Thứ hai là về địa điểm thì đương nhiên sẽ là phòng học của chúng mình. Sau khi viết xong mục thời gian địa điểm, chúng mình đến với phần tham dự. Thành phần tham dự như lúc nãy chúng mình vừa nói với nhau thì sẽ có cô giáo chủ nhiệm ở đây, ví dụ như là cô Trần Thị Anh và tập thể học sinh của lớp 5A. Đó là về thành phần tham dự. Tiếp theo, chủ tọa và thư ký cuộc họp thì chủ tọa chúng mình vừa xác định ở đây sẽ là bạn lớp trưởng và cụ thể tên của bạn lớp trưởng như thế nào. Ví dụ các con có thể ghi tên bạn lớp trưởng của lớp con vào đây. Hoặc nếu mà con là lớp trưởng rồi thì con có thể ghi tên của bạn lớp phó học tập. Tiếp theo về thư ký thì ở đây các con có thể ghi tên của bạn bất kỳ ở trong lớp mình đúng không? Và có thể bạn đó là bạn lớp phó phụ trách văn nghệ hay là lao động, tùy theo lớp con như thế nào thì con có thể viết vào đây. Tiếp theo về chủ đề của họp hay chính là nội dung của cuộc họp thì đó chính là thảo luận về kế hoạch tổ chức của ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Thứ năm là diễn biến của cuộc họp. Diễn biến của cuộc họp thì đầu tiên là sẽ có bạn Minh Đức sẽ phổ biến, Minh Đức tức là lớp trưởng sẽ phổ biến chương trình tổ chức chào mừng ngày 20 tháng 11 và kế hoạch thực hiện của lớp. Sau đó đến phần 2, lớp sẽ đi vào thảo luận. Lớp thảo luận thì sẽ có một số ý kiến của một số bạn như sau. Ví dụ như là ý kiến của bạn Như Mai thì cho rằng là lớp mình thì phải thi đua giành nhiều bông hoa điểm tốt này. Mỗi bạn thì tự làm thơ hay là viết văn để làm bích báo. Một bạn khác, bạn Lê Hoàng thì lại đưa ra ý kiến là phân công các bạn tập văn nghệ và mỗi tổ thì tập một tiết mục văn nghệ như là múa hát, diễn kịch hay là đọc thơ. Trong khi đó Thanh Phương lại cho rằng là mỗi bạn sẽ sưu tầm một câu hỏi để chơi trò chơi hái hoa dân chủ. Tổ 1 thì sẽ nhận mang cây cảnh để cài câu hỏi này. Mỗi bạn thì mang một bông hoa đến lớp để tặng cô. Và lớp thì sẽ có rất là nhiều ý kiến hay và sáng tạo. Ý kiến tiếp theo là cần phân công từng công việc cụ thể cho từng bạn này. Biên tập các câu hỏi, bài thơ, bài văn để làm bích báo. Vậy thì nhiều ý kiến đặt ra như thế, nhiều ý kiến hay như thế. Vậy thì bây giờ lớp cần phải đi tới một kết luận chung, một kế hoạch chung để chúng ta có thể thực hiện vào ngày 20 tháng 11 đúng nào? Vậy thì ở đây lớp đã kết luận như sau. Lớp 5A tổ chức chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 vào chiều thứ Năm ngày 19 tháng 11 năm 2021. Và ở đây phân công nhiệm vụ cho từng bạn và từng tổ. Tổ 1 thì sẽ đảm nhận nhiệm vụ là mang cây cài câu hỏi này. Việc biên tập nội dung làm báo thì sẽ giao cho lớp trưởng và 4 tổ trưởng. Việc biên tập các tiết mục văn nghệ thì sẽ giao cho bạn Ngọc Mai. Việc viết báo cáo thành tích thì sẽ giao cho Thu Hương là lớp phó học tập. Và cuộc họp sẽ kết thúc vào 17:30 hay chính là 5:30 chiều. Có thư ký là Nguyễn Ngọc Mai và chủ tọa là Phạm Minh Đức, tức là lớp trưởng. Như vậy thì cô trò chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong biên bản một cuộc họp lớp để chuẩn bị cho ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Vậy thì các con hãy dựa vào những gợi ý mà cô đưa ra, chúng mình sẽ hoàn thành cái biên bản cuộc họp này dựa theo cái tình hình lớp con, lớp mà con đang học tập có những bạn nào hoặc thực tế các con tổ chức như thế nào thì các con sẽ ghi lại. Còn ngày hôm nay tiết học của chúng mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các con đã chú ý theo dõi và lắng nghe. Hẹn gặp lại các con trong những tiết học lần sau. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.